Ba. Hai, xin chào các bạn. Hôm nay mình mới đặt hàng trên Amazon về một chiếc áo điều hòa. Nó này mình đặt trên Amazon khoảng 8 cm. 8 cm thì bằng lên khoảng 1,6 triệu Việt Nam đồng. Sao nó nhỏ gọn thế nhỉ? Chọn màu dàn di phù hợp với lứa tuổi của bố mình, cũng là 50 tuổi, có trên rất nhiều màu khác nhau, có thể lựa chọn. Chúng ta có một chiếc áo, một cục pin, hai quả gió, đây là một dây chuyển cắm từ pin vào quạt, đây là một sạc, một cục sạc pin, sách hướng dẫn lắp đặt. Tương đương với lại xanh mò Việt Nam. Đó. Quay đằng sau, đằng trước nè. Đây là đằng trước rất bình thường. Chỉ khác ở cái đằng sau. Đằng sau có hai chiếc lỗ này để lắp quạt vào. Ồ. Thử sờ xem mỏng không? Chất vải nó cũng khá là ok. Lớp bên trong size S. Mình mua một chiếc này về để thử ra kiểm tra, nếu được thì mình sẽ mua thêm một chiếc của phụ nữ nữa về cho mẹ. Giống áo mưa nhỉ, mỏng lắm. Đây là giấy hướng dẫn lắp đặt. Rồi bây giờ anh làm theo những bước ở trong này đi. Rồi là một màu, những màu khác đấy. Quạt. Hai cái quạt. Rồi bây giờ thử lắp chân xong. Xoay ngược. Cái này là lúc giặt là có thể tháo được ra. Đúng nhờ? Rồi, lúc giặt ta phải tháo ra, tháo giặt, cái này ra. Áo như bình thường. Rồi, còn bên này anh làm từ từ. Cái phần lồi ta cho vào bên trong. Trong áo, để phần bình thường ra ngoài. Túi này để pin này, để cục pin này. Gì đây? Đây là cục pin. Đây là phần, đây là cục sạc này. À, sạc cắm vào đây trong sạc điện. Giống điện thoại hả? Giống như kiểu là sạc
sạc một pin bình thường đó. Giống như pin dự phòng đó, mình sạc mình đi chơi đó. Đây mình sạc. Chắc là báo pin ở đây. Mình phải cắm một ổ điện đâu nhỉ? Khi mà mình cắm sạc thì nó sẽ tự lên đèn ở cái sạc này này. Không sạc nữa là cái đèn nó sẽ không lên nữa. Đó. Sợi dây này nó có hai đầu này các bạn. Ba đầu. Một đầu này ta cắm vào nguồn cục pin này. Đâu xem đầu đó. Ba đầu là giống nhau đúng không? Ba đầu tròn giống nhau. Kích cỡ và... Nhưng mà chúng ta nhìn cái nhánh này của nó là chúng ta phát hiện ra. Là hai nhánh dài thì... Có hai nhánh dài và một... À, một dây dài và một dây ngắn. Một dây gốc chia làm hai nhánh này. Đó. À đây. Đúng rồi. Thì một cái dây dài thì sẽ cắm vào cái pin. Một cái dây gốc chúng ta cắm vào pin này. Đó, một pin bỏ trong túi này, túi này là túi bên trái à? Đó, bên phải hình như cũng có anh ạ. Bên phải cũng có túi. Hai bên đều có túi hết. Đúng không? Cái dây này ta luôn sang bên kia. Đi qua cái áo lưới này. Cắm vào đây. Có một cái vết lõm này. Rồi. Bật pin. Bật lên nha. Wow. Hoa chạy rồi. Hoa chạy rồi. Có những nút báo hợp này. To to vừa và to nhất này. Nó sẽ thay đổi theo màu luôn. Nhìn rõ đèn không? Có. Mạnh là màu đỏ này. Ờ, bình được. Thường là màu vàng, màu vàng, màu cam và yếu hơn là màu xanh. Nhất này. Ủa thế không ợp được à? Ợp chắc là giữ nguyên này. Ừ. Giữ nguyên nút nguồn này sẽ ợp. Giữ nguyên nút nguồn sẽ ợp. Sẽ tắt. Giữ nguyên một lúc này sẽ lên. Và trong thời gian chỉnh ấy chúng ta ấn nguyên nút này. Tốc độ tùy từng đoạn mạnh yếu khác nhau. Bây giờ mình mặc thử cho các bạn xem nhé. Ừ. Cái phần này là nó bó và là khi mình quạt gió nó sẽ chắn chỗ này. Gió thường chỉ ra ở cổ tay và cổ này thôi. À. Bây giờ chưa bật ấy thì mặc cái áo này có nóng không? Nó rất là bình thường, không nóng đâu. Vải giống như cổ của bạn, khá là mỏng. Mình mặc thấy rất bình thường. Nút to nhất. Đấy sao? Bây giờ gió nó thổi hết này. Các bạn có thể nhìn thấy. Hơi rất là mát. Gió ra ở tận đây luôn này. Ở cổ sao? Ở cổ lên cổ. Nó tạt cổ lên. Ừ. Rất là mát. Để em xem nó có ra đây. Ừ, ở ngoài này thì nó chỉ hơi ra một tí thôi. Đây là hút vào đi, nó hút vào à? Ừ, hút vào. Đây là mức to nhất à? Đây là mức to nhất. Thử cho mức nhỏ nhất nào. À, nước mức vừa vừa. Mức nhỏ thì sao? Đây mát không? Vẫn mát không? Tấm mát, mát lưu lưu. Vẫn có gió ra ngoài. Ờ. Ôi mát lắm. Nó mát rất vừa nhé. Là gió chỉ ra ở tay và cổ. Còn cái phần dưới bụng thì nó sẽ bó vào để không cho gió ra ngoài, bay ra ngoài. Ok. Được đấy chứ. Mặc khá vừa đấy. Cái bụng. Đây là gió nó thổi.
Công tác làm ở ngoài trời, ví dụ như đi công tác như đi xe ôm hay là ngoài trời chẳng hạn. Hoặc là xây dựng. Cũng khá là nhẹ, gọn nhẹ, di chuyển rất là vô tư thoải mái. Giơ tay lên, giơ tay xuống. Vô tư. Rất thoải mái. Các bạn bây giờ có thể mua về cho phụ huynh mình. Và giá là khoảng 8C. Tương đương với khoảng 6 Việt Nam. Nó có rất nhiều màu. Mà cái này là dàn di thì cũng có những cái màu xanh bộ đội, à xanh áo tình nguyện. Hoặc là màu trắng. Trắng xám cho công nhân. Có lúc mà di chuyển ở phần eo ấy có bị khó khăn hay là nó có bị vướng vào bởi cái quạt không? Nó có một cái cục đây. Thì có bị thoải mái. Đi đâu hay làm gì cũng rất thoải mái. Tại vì mình mặc mùa hè nên là cái áo bên trong ấy nó mỏng ấy, không nên là không vướng lắm. Nặng không? Nhẹ tênh. Làm việc rất là thoải mái. Vô tư. Không hề vướng gì cả. Ok. Kêu to phết đấy. Lúc bé nhất cũng rất là riu mát. Này những bác làm việc nặng, mồ hôi nhiều, thường dùng cái này rất là tốt. Mà cái này thì sạc pin vào thì bao nhiêu lâu thì đầy pin? Đây là lần đầu tiên mua và cũng cảm thấy rất là hài lòng đúng không? Sẽ gửi về cho các bạn tham khảo ý kiến để có thể mua cho phụ huynh, cho bố mẹ các bạn hoặc là mình cũng có thể mua luôn và mình mặc luôn cũng được. Thì thấy thoải mái và mát. Mùa hè này thì rất là nóng bức. Có cái áo này thì cái áo này mới nhờ. Năm ngoái chưa có đúng không? Không có, năm ngoái có rồi. À thế hả? Thì có nghĩa là bây giờ mình mới ít người ta. Rất mong là video này của bọn mình có thể chúc mừng gì cho các bạn.